Thuốc trị COVID-19 rao trên mạng đa phần là thuốc giả. Hà Nội chỉ cho học sinh lớp 9 và 12 đến trường. COVID-19 xảy ra là chưa có tiền lệ, tác động cực kỳ lớn tới doanh nghiệp và cả nền kinh tế. Nhưng sau đó, các biện pháp ứng phó với cú sốc bất lợi do COVID-19 gây ra cũng có nhiều chuyển biến. Chào mừng quý vị đến với chương trình Nóng hôm nay của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được phát vào lúc 8 giờ mỗi ngày từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần trên plo.vn, đồng thời phát lại trên các kênh YouTube, Facebook của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng nước tăng lực number 1 Active Hương Chanh Muối. Đồng thời, chương trình cũng được tài trợ bởi Masterize Group. Mở đầu chương trình hôm nay, ngày 6 tháng 12, như thường lệ là một điểm tin với những thông tin đáng chú ý sau đây. Gần đây, thuốc kháng virus điều trị COVID-19 được biết là loại thuốc sử dụng có kiểm soát, theo đơn và có chỉ định của nhân viên y tế, nhưng lại được rao bán tràn lan và công khai trên hội nhóm mạng xã hội Facebook. Các loại thuốc mang nhãn mác Monupiravir, Favipiravir, Favicovid không rõ nguồn gốc được rao bán với lời quảng cáo thuốc chính hãng, uy tín, dùng một hộp là khỏi. Những người rao kiêm luôn việc hướng dẫn sử dụng nhưng lại né tránh nguồn gốc của loại thuốc đang bán, chỉ nói là hàng xách tay Ấn Độ, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ. Những loại thuốc này được rao bán từ 6,5 đến 9,5 triệu đồng một hộp. Trao đổi với Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Cục Quản lý Dược Bộ Y tế cho biết, thuốc có dược chất Monupiravir hiện chỉ cấp cho các cơ sở quản lý điều trị bệnh nhân COVID-19 và chưa được cấp giấy đăng ký lưu hành trên thị trường. Việc loại thuốc này được buôn bán trên mạng như hiện nay có hai trường hợp xảy ra là thuốc giả hoặc là thuốc bị tuồn ra ngoài sai quy định. Quan điểm của Bộ Y tế là sẽ xử lý nghiêm nếu có vi phạm trong sản xuất, kinh doanh lưu hành thuốc có dược chất Monupiravir nói riêng và thuốc điều trị COVID nói chung. Ngày 5 tháng 12, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản điều chỉnh việc tổ chức dạy học trực tiếp đối với học sinh các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn. Cụ thể, Hà Nội sẽ chỉ cho học sinh khối 12 các trường trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên tại 30 quận, huyện, thị xã có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2 đi học trực tiếp, kết hợp trực tuyến kể từ ngày 6 tháng 12. Để hạn chế nguy cơ lây nhiễm, các lớp 12 được chia đôi, xen kẽ học các ngày chẵn, lẻ từ thứ 2 đến thứ 7, 3 ngày còn lại học trực tuyến. Việc học trực tiếp chỉ áp dụng một buổi một ngày. Với số lớp 9 ở khu vực ngoại thành đã học trực tiếp trước đó thì nay tiếp tục duy trì, chưa mở rộng tới khu vực nội thành. Học sinh bậc tiểu học và các lớp 6, 7, 8 trung học cơ sở, lớp 10, 11 trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp thì tiếp tục học trực tuyến, khối mầm non nghỉ tại nhà. Trên thị trường chứng khoán đóng cửa tuần, VN Index đạt mức 1,443.32 điểm, giảm 3,33% so với tuần trước. Còn HNX Index dừng ở mức 449.27 điểm, giảm 2.04% so với tuần trước. Tuy nhiên, theo các chuyên gia kinh tế cho rằng, giai đoạn này sẽ phù hợp với những nhà đầu tư theo chiến lược lướt sóng hơn là trường phái đầu tư dài hạn. Hiện mặt bằng giá mới đang dần được thiết lập kể từ thời điểm VN Index vượt 1.400 điểm. Theo đó, nhà đầu tư có thể cân nhắc giải ngân với tỷ trọng nhỏ để tích lũy dần những cổ phiếu có nền tảng tài chính tốt. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã kết thúc chuyên mục điểm tin. Quý vị có những thông tin nóng, hấp dẫn, vui lòng gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ email nonghomnay@phapluottp.vn. Tiếp theo đây, mời quý vị cùng đến với chuyên mục nhận định. Kính thưa quý vị, nhiều ý kiến tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021 với chủ đề Phục hồi và phát triển bền vững đều cho rằng cần một gói chính sách và gói kích thích kinh tế quy mô đủ lớn, thậm chí lên tới 844.000 tỷ như có chuyên gia đề nghị để phục hồi và phát triển cả trong dài hạn. Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh đã có cuộc trao đổi với ông Đậu Anh Tuấn, trưởng ban pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI liên quan đến vấn đề này. Thưa ông, nhiều nghiên cứu, khảo sát của VCCI và của các tổ chức khác cho thấy COVID-19 tác động khủng khiếp đến doanh nghiệp và người dân. Nhìn chung, ông thấy doanh nghiệp đã ứng phó với COVID-19 như thế nào ạ? COVID-19 xảy ra là chưa có tiền lệ, tác động cực kỳ lớn tới doanh nghiệp và cả nền kinh tế.
Nhưng sau đó, các biện pháp ứng phó với cú sốc bất lợi do COVID-19 gây ra cũng có nhiều chuyển biến. Điều cần ghi nhận là các doanh nghiệp trong suốt 2 năm qua luôn cố gắng bảo đảm an toàn cho người lao động, cố gắng cầm cự, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, giữ bằng được việc làm trong bối cảnh khó khăn về dòng tiền, nhất là sau khi nghị quyết 128 của chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 được ban hành. Tại diễn đàn hôm nay, nhiều ý kiến đã bàn về các giải pháp ngắn hạn. Một cách vắn tắt, ông nghĩ cần những giải pháp nào để doanh nghiệp và người lao động có thể nhanh chóng phục hồi ạ? Tôi cho rằng cần phải tạo thuận lợi cho việc tiếp cận thông tin chính sách, quy định hỗ trợ doanh nghiệp từ khâu hoạch định tới hướng dẫn. Tránh tuyệt đối việc áp dụng máy móc và cực đoan các biện pháp hạn chế, phong tỏa do dịch COVID-19 để tránh đứt gãy chuỗi cung ứng của doanh nghiệp. Các bộ ngành, địa phương cần triển khai các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp lập và triển khai các kế hoạch sản xuất kinh doanh liên tục trong tình hình dịch bệnh, trong tinh thần quan tâm giải quyết các khó khăn tài chính cho doanh nghiệp. Nhiều ý kiến tại diễn đàn đã nói tới các gói hỗ trợ phục hồi và tôi cho rằng giải pháp quan trọng là tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp tiếp cận được vốn để phục hồi sản xuất kinh doanh, vượt qua được giai đoạn khó khăn. Tôi đồng tình với nhiều ý kiến cho rằng cần có chương trình hỗ trợ đào tạo cho người lao động bị thôi việc, mất việc làm do ảnh hưởng dịch COVID-19, đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính chuyển hẳn sang giải quyết thủ tục trên môi trường mạng cũng như nâng cao hiệu quả thực thi của bộ máy chính quyền. Bởi thực tế là các chủ trương và chính sách hỗ trợ của chính phủ gần đây được cộng đồng doanh nghiệp đón nhận và đánh giá cao. Nhưng cần phải có hướng dẫn, thủ tục minh bạch thì mới được thực thi tốt, thuận lợi và có hiệu quả. Từ diễn đàn hôm nay, nhìn về dự kiến chương trình phục hồi và phát triển kinh tế mà chính phủ đang xây dựng, ông nhận định như thế nào ạ? Tôi cho rằng cải cách thể chế là một trong những giải pháp quan trọng mà cả chính phủ và Quốc hội nhiệm kỳ này đang tiến hành ở nhiều chương trình. Mới đây nhất, chính phủ trình dự luật một luật sửa 8 luật với tinh thần tập trung tháo gỡ các cản trở vướng mắc hiện hữu và tăng cường phân cấp, phân quyền, trao quyền nhiều hơn cho doanh nghiệp tư nhân, thúc đẩy các hoạt động đầu tư kinh doanh. Bên cạnh các giải pháp về tài khoá tiền tệ, tôi cho rằng cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính nếu được quan tâm hơn nữa sẽ phát huy được tác động quan trọng của nó trong quá trình phục hồi và phát triển bền vững nền kinh tế. Ông nói đến cải cách thể chế, vậy cụ thể đó là chương trình gì ạ? Chúng tôi đề xuất có thể xem xét thực hiện một số chương trình cải cách trọng tâm, chẳng hạn như chương trình cải cách chính sách, thủ tục trong hoạt động đầu tư xây dựng và các lĩnh vực liên quan như đất đai, tài nguyên môi trường nhằm giúp dự án đầu tư nhanh chóng đi vào hoạt động, nhanh chóng hoàn tất các dự án đang bị đình trệ, giải phóng nhiều nguồn lực đang bị ách tắc. Chương trình đẩy mạnh cải cách hơn nữa trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, trong đó trọng yếu là thủ tục hành chính hải quan và thủ tục kiểm tra chuyên ngành giúp thúc đẩy phát triển xuất nhập khẩu, tận dụng thành công cơ hội từ các hiệp định thương mại mà Việt Nam đã ký kết thời gian qua. Đây là hai lĩnh vực có tác động lan tỏa lớn tới nền kinh tế, có ảnh hưởng trực tiếp tới cả đầu tư công lẫn đầu tư của tư nhân, có cả tác động tích cực trong định hướng thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư nước ngoài. Nếu đầu tư xây dựng là những hoạt động đầu tiên mà doanh nghiệp thực hiện khi gia nhập thị trường, thì xuất nhập khẩu hàng hóa là những khâu cuối cùng quyết định đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Nếu thực hiện tốt hai chương trình cải cách này, dòng vốn đầu tư tư nhân sẽ được khơi thông để chảy vào hoạt động sản xuất kinh doanh và luồng hàng hóa xuất nhập khẩu của doanh nghiệp sẽ trở nên thông suốt, từ đó góp phần quan trọng vào quá trình phục hồi kinh tế trong giai đoạn sắp tới. Từ kinh nghiệm làm pháp chế của mình, ông có nghĩ rằng diễn đàn này cùng với chương trình phục hồi và phát triển kinh tế của chính phủ sẽ là điểm khởi đầu cho một cuộc cải cách thể chế sâu rộng hơn không ạ? Phải nói rằng, chủ trương và định hướng cải cách thể chế của đảng là rất nhất quán. Từ đại hội 13 tới nay có thể coi là một quá trình chuẩn bị đã khá đầy đủ để tiến hành một đột phá chiến lược về thể chế. Và tôi nghĩ với tư duy trong nguy có cơ thì COVID-19 cũng là một cơ hội tốt cho cải cách thể chế khi cả hệ thống chính trị và người dân doanh nghiệp đang đồng lòng quyết tâm. Sự đồng lòng quyết tâm trong lúc khó khăn ấy vừa tạo ra sức mạnh, vừa tạo ra động lực để cải cách và hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư, kinh doanh và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Cải cách thể chế nếu được coi như là một giải pháp đặc biệt quan trọng thì động lực phát triển sẽ rất mạnh mẽ, bởi chúng ta hiểu rằng để có một môi trường đầu tư, kinh doanh tốt, một môi trường pháp lý thông thoáng, an toàn, thì một hệ thống luật cần được thiết kế như bệ đỡ cho các chính sách. Mà nếu cải cách thể chế là trọng tâm, thì nguồn lực dành cho công tác này là nhỏ, nhưng lợi ích kể cả về chính trị thì rất lớn. Xin cảm ơn ông Đậu Anh Tuấn. Kính thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi của ông Đậu Anh Tuấn đã khép lại chuyên mục nhận định. Tiếp theo đây, mời quý vị theo dõi chuyên mục Sống Vui Khỏe. Mẹ em là vận động viên cầu lông đó, để xem thế nào. Đủ mồ hôi, cơ thể mất nước và khoáng, bạn đuối sức, hãy uống Active Hương Chanh Muối, bù nước bù khoáng, phục hồi sức mạnh. Ông ơi, vô thay. Number 1 Active Hương Chanh Muối,
bù nước bù khoáng, phục hồi sức mạnh. Viêm da cơ địa là căn bệnh da liễu khiến nhiều người cảm thấy vô cùng khó chịu khi thời tiết thay đổi bất thường hoặc chế độ ăn uống phải kiêng khem đủ thứ. Nhiều người còn lo ngại không biết căn bệnh này có nguy hiểm không hay có để lại biến chứng gì không. Trong chuyên mục hôm nay, bác sĩ Lương Trường Sơn, nguyên phó viện trưởng Viện Sốt rét, ký sinh trùng, côn trùng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giải đáp thắc mắc này cho quý vị. Viêm da cơ địa thì thực ra nó không gây ảnh hưởng đến sức khỏe lắm, cũng không gây đến tuổi thọ lắm, nhưng nó gây rất là khó chịu. Nó biểu hiện đấy là ngứa, bứt rứt, khó chịu, thậm chí nếu nặng hơn thì nó có thể nó xuất hiện những cái tổn thương cấp tính, nó chảy nước hoặc là nó nhiễm trùng phối hợp làm cho cơ thể nó mất thẩm mỹ khi giao tiếp, ví dụ như bị ở tay, ở mặt thì cái việc mà giao tiếp nó sẽ khó khăn, hoặc là những cái biểu hiện khác như là các cái tổn thương trong cơ thể mà gây lở loét thì tất nhiên là cái cơ hội mà nhiễm trùng rất là nặng. Thậm chí có những trường hợp viêm da cơ địa mà điều trị không tốt, nó có nhiễm khuẩn, nhiễm nấm phối hợp mà nó có thể xuất hiện cái tình trạng nhiễm khuẩn huyết và có thể đe dọa đến tính mạng. Thưa quý vị, chương trình Nóng hôm nay ngày 6 tháng 12 năm 2021 của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh xin được tạm dừng tại đây. Chương trình được phát vào lúc 8 giờ mỗi ngày từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần trên plo.vn, đồng thời phát lại trên các kênh YouTube, Facebook của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được sự tài trợ bởi nhãn hàng nước tăng lực Number One Active Hương Chanh Muối. Đồng thời, chương trình cũng được tài trợ bởi Masterize Group. Chân thành cảm ơn sự quan tâm, theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.